Em chào cả nhà nha. Thì bây giờ là gia đình của Trâm là chuẩn bị đi chơi đây cả nhà ơi. Hôm nay thì nhà Trâm sẽ qua nhà chị thứ năm của chồng Trâm chơi. Thì Trâm mời cả nhà cùng gia đình Trâm đi chơi ngày hôm nay nha. Thì bây giờ Trâm sẽ dẫn cả nhà đi tham quan ngôi nhà hoa hồng nha cả nhà. Này, hoa gì màu tím đây. Cái nhà thấy không? Cái này là mấy bữa trước đẹp lắm nhưng mà do hôm qua trời mưa lớn đó, bởi vậy giờ những cánh hồng te tua. Xung quanh toàn hoa hồng. Chị Thơ với anh Lâm đang là nhà ơi, là hai cây dâu nè. Đây là có trái dâu nữa thấy không? Đó. Bữa nay trời mát lắm luôn à. Này chị Sáu và anh Sáu đang đi bộ qua đây. Đây đây là thực đơn của ngày hôm nay. Là bò ướp. Đây là đồ Thái nha cả nhà. Nãy là muốn order 4 cái phần gỏi đủ nè mà nó ông Vũ không lấy sớm mà nó không có. Này là có một phần này có đồ đủ không? Có đồ đủ Thái Lan nè. Còn này là Thái đó. Ồ, nhưng mà cái này là cái bự rồi, cái nhỏ đúng không? Ừ. Cái bánh phở nhỏ, nó giống như bánh phở. Em muốn cái gì? Đây, chỉ có bao nhiêu người thôi, lúc nào cũng vậy. Giờ mình sẽ ăn đồ sẵn trước, có sẵn trước rồi hồi là nướng đồ ăn sau, tại ngoài trời đang nắng. Ngoài quá trời nắng luôn, trời mát mát rồi mới đi ra ngoài đó nướng thịt bò ăn. Còn có 315. Xe rồi cũng đang bánh nè. Xe đâu? Xe rồi, xe 2 coi. Xe 2 giỏi. Dừng ăn thử nha. Nè, có Quang ngồi đi, Quang ngồi đó nè. Thôi, ngồi đi, Hương ngồi đi, em đứng rồi. Con bánh nó bánh gì? Con cái nè. Khá tiền ăn đó. Cái này của chị này làm mới ngon. Của hãng Corona nha. Mùa này uống cái này cho nó đúng điệu. Corona luôn. Mời hết tóc không? Hả? Má tốn không chạy hủi vậy? Má không sao không? Má không, anh dở không? Biết đâu hỏi ba ra chừng là hết thì kêu. Mất hai người mất công như qua cho lại. Anh dở không dở không đấy. Change your clothes. You know it's so hot later. Ăn ngay thơ. Ừ. Cốp sẽ xịt kinh nhớ sắp bạc rồi. Đúng rồi. Trời ơi, em ghét rồi luôn. Rồi. Dữ vậy ăn. Ngồi ở giữa mà quen rồi. Không, lại đây mấy lần quen rồi. Sáng Dũng lại á. Nhà này hết nay nha mà nó còn nắm tay anh Dũng luôn á. Tử con ngon. Nhớ đi. Nhớ. Hỏi cái hưởng chút. Đi thúi. Hồi nó thúi đi bước vô cửa thấy là thúi vậy đó. Nó hành duyên duyên hết trơn rồi. Mà mới trồng cây trồng dưới đất thì nó đâu có thúi đâu, tôi nghĩ chắc nó thúi dữ vậy, phải không? Nó bỏ xuống không ha. Còn bé, còn bé, còn bé. Còn bé anh với hai anh đâu. Chủ yếu là bia thôi. Dạ đây đang nướng nữa nè. Ông khoan thịt bò lắm để ông nướng. Không có gì đó, nhậu bia chứ làm bia không có thể uống à. Thì như đủ rồi, ăn rồi ngồi nhậu từ từ.
không đi. Nó nói ăn chết khi đe lát mai không đi. Nó nói mỗi lần ra khỏi nhà lo đồ quớt mệt quá. Thấy không biết hình hồn tới chụp nó không đẹp gái. Nó hỏi luôn, bảo ốm bớt. Chết xe rồi. Chết con rồi. Nó ăn cơm nhớ dẻo. Cái gạo nó ngon, ngon hổ không? Nó chắc nếp quá rồi. Ừ, nếm như nếp đó. Chứ không phải gạo đâu. Nó hơi, nó cũng không phải giống cơm nếp nữa mà sao cơm của nó ngon ngon quá kìa. Nếp nấu. Phải không? Có khi nào nó trộn với gạo không? Không biết, có gạo có nếp thì nó dễ quá. Nó trộn ơi. Smooth rice. Các bạn biết nghe không? Mới phóng sử dụng hết lần á. Lớn này là phải, mà lớn đây là phải bắt đầu dạy nó rồi đó, để thôi là nó mà lớn đây mà ai làm gì là học theo đó, phải dạy nó. Không ăn gì? Tôm. Con tôm hả? Dạ. Yeah. Tôm này con phải chấm với lại muối tiêu bên đó đó. Bả phải không? So much work. Nếp. Eat it. Chạy nó đi. No, this has no nóng ngoài. It's okay. No. Mà nó tối nó lạnh là sao? Cái con đem nó cái sweater. No, it's like 80 something degrees. No. He's gonna get a heat stroke. Okay. Lúc này nè em. You want to use my plate? No. Bạn gì ta phía gì vô đùm lá. Cái này đâu có đâu, phải không? Nhỏ gì mà Việt Nam chi gì đó. Đó. Món mà Việt Nam nhé. Nhưng mà làm cái đó hả? Làm phải thiệt là cay á, làm cái kiểu đó hả? Mà làm không ấy hay nó tanh lắm, có ăn không? Nhỏ gì mà Việt Nam mà nó bán mắm này là một mình lên nó đứng nó đầm. Chị có mua cái hũ mắm đó đó. Cái hũ mắm này cái xì là nó làm đó. Nó chị. Nó là mắm guốc hả? Ừ, nó có hũ hồng hồng. Cái hồng mà giới thiệu làm nó hồng. Nó làm. Nó đen lùi à. Bữa nay có chạy bộ không? Chồng chạy. Chồng giỏi ta, ghê ta. Chồng chạy thì vợ phải ở nhà giữ con mà. Một ngày chị xem khoảng mấy tiếng đồng hồ ngoài sân đó, bây giờ là đó chồng chạy mà hai cái chân thôi, cái gì đó nó làm hoài ngồi đau, đứng ấy nó đau. Tôi là bây giờ mà giờ ngồi đau giò nó đau. Khi nào bị đau nó cái khớp không ta? Đau đầu gối hay là tại mình làm con giờ sống nhiều nó bị. Tôi nè bây giờ mà tôi ngồi lâu là hai cái giò tôi tê bởi vì tôi phải đi. Chứ không phải tập thể dục tôi thấy nó không phải là đau bất tê kỳ đau khớp mấy cái như áo không chạy thì sao giống như mấy cái đầu gối này bởi vì bây giờ hạn chế ngồi em vẫn định chạy chứ cái nó bị đau hai cái đầu gối từ từ nó mới quen lại để ngoài sân hả đây ăn gì vậy em muốn chín hả chạy máy vừa ha chỉ làm ngon đây món này cái hình tử món này chỉ lì làm ngon lắm phải làm trứng hương thơm mặn nặng mới chăm vô ví dụ neo của mình bây giờ không biết giờ nào mở cửa luôn trời ổng gài nó bị biểu tình quá ăn lắm ăn nó lên mặn nước chăm vô kêu quản gì lên nữa rồi ca nhiễm lên nữa gì đó trời ơi nó tăng tình của biểu tình cái nay nó tăng quá rồi tại đi nguyên đám chung đó thôi thấy mấy người biểu tình đi ra đường đâu bịch đâu bà hương mà nó chửi ông cảnh sát nó phà vô mặt nhưng mà hả nhiều khi nó cũng đăng báo nó cũng theo gym nữa. Thịt bò đã nướng xong đây. Dạ. Tới tới cho nó ngon vậy đó nha. Lấy chiếc đít tới luôn. Cái này nó kêu là medium rare. Người chín tới không? Nó vừa sống mà nó vừa chín. Sườn tiếng mà sống rồi nó chạy. Còn nếu mà rare hay là cắt da má rồi. Đây, mình sẽ ăn thử món bò nướng. Rồi. Nó khỏe không? Nó nói còn khỏi bệnh dịch chứ sao? Còn chó uống cái bánh rồi đó. Xé được cái giấy vào được. Quá trời. Cái này rau thơm thì dễ rửa. Cái lòng trắng này đó. Ủa cà thơm ngoài sao hè còn nhóc không? Nhóc. Năm hồi cắt đi. No, hôm qua tôi ăn gỏi cuốn tôi đến lại đây cắt mà sao tôi bị đảo tao hè tôi hái được nguyên nắm xong tôi khỏi đi lại đây luôn trời nhớ luôn mày cắt về á xong rồi mày miếng muối ngâm một hồi hay nữa rửa nguyên nắm mà nổ cái góc nổ lên nó sẽ ok nè 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 nè
Ăn gì ngon không? Cuốn cuốn vô á. Ăn giống như mấy ông đại hàng với em. Mấy em là fan của đại hàng đúng không? Ở dưới cái chợ Thầu Ri đó bán quá trời mấy cái thịt Thầu Ri mà nó bán mắc quá. Tôi hỏi ông đi chung bi lâu rồi. Quỷ nó mà cho đi kho đa gì, tao nói mày nhà mày đi hoài mày, nó nói hỏi bác Hương rồi cho đi. Đi chơi đâu cho cái bo đi đâu, nó không. Nó bị đi vô. Nó bò hả? Còn bi nó đang kho đá. Nó đi làm mà đi làm không mà đi chơi được. Đi xe đi các bạn. Đi xe à? Ai cho đi máy bay? Nó đi quét quá thì đẹp luôn, nó chụp hình nó. Nói nhìn sang đi hả? Ừ, chờ ngủ cái bo đi, tao từ đâu tao đâu cho. Ngủ lên xe. Để bo nó còn đi. Học mơ. Nó đi rồi xong rồi nó có chiếc xe của nó làm hay lắm, chiếc xe của nó làm thành cái giường. Ờ chiếc quá khó đó hả? Ừ. Nhưng mà giống như mình cao dài á thì mình đặt bước đi thôi à, đâu dám đi. Shadow. Đó, mọi người đang ngồi ăn. Nó cho 10 phút hà. Nó cho đứng nó 10 phút. Xe rồi, thảy xuống đi, thảy xuống. Mỗi gia đình đó là hẹn phải có thôi mình đàng hoàng đó. Cái giờ của mình tới nha. Mình cho đi lì ăn nữa nè. Bây giờ là đi ra ngoài đây ngồi nè cả nhà ơi. Đó. Trời mát rồi đó, bây giờ ra đây chơi. Có cái đồ đậy luôn ha. Vô nhà chồng. Ngoài nhất chừng chỉ cá dứa là ngon nhất. Anh trai là ngồi hả? Còn nếu mà chuẩn bị mở nhạc nha. Dũng ở Hà Tiên chứ ăn cá ăn lẩu cá kẽm chưa? Chưa biết. Shadow đi đâu đó? Shadow đằng kia đi. Đằng kia đi mày ơi. Bây giờ là chị em phụ nữ đang ngồi đây nha cả nhà. Đó. Mấy anh nam á thì nhậu đằng kia. Con bé quậy nè, em bé siêu quậy. Nãy bây giờ ba chị em muốn chăm sẽ vô nhà pha cà phê sữa đá uống đây. Mấy anh nam thì còn nhậu. Chị em phụ nữ thì ăn xong rồi giờ uống cà phê sữa. Nhớ như Việt Nam không cả nhà? Mỗi lần ăn uống xong là bắt đầu là pha cà phê sữa đá uống. Bực bội quá, mỗi lần ấy cho lấy da để cho mình cái. Giờ tiếp tiếp hồn cà phê sữa đá. Mời cái nhà uống cà phê nha. Uống đi, bây giờ để mình mở ra. Trời ơi, nó tấn công mà các bạn, nó quậy luôn. Con quậy không có sao, mà con làm đổ hả, nó ướt cái áo đầm xịn của con đó, đó chưa, cái đồ hiệu đó. Đồng mua báo đồng. 400 đồng. Ừ, bởi vì đồ brand name của người ta đó. Mua đây hả? Mua mặt. Trời ơi, đồ mặt kìa đẹp lắm đó. Qua mặt nó tha về mặt. Lúc này á, nó bán mấy cái giải tốt á mà. Thôi, đồ kéo dữ ha. Đồ nít đồ đẹp lắm. Đủ ngọt chưa? Ngon ha. Cái thử nó ngon. Cũng muốn. Nhưng mà em biết sao cà phê thì cũng hơi buồn, cà phê nào? Cà phê Trung Nguyên. Cà phê Trung Nguyên, em pha pin ra rồi xong em đổ cái sữa đó vô. Cái sữa này nó có đường luôn. Bây giờ uống này nó tại giờ chợ. Không, mà không biết cái bạn mua, em mua cái này em uống được. Nó ngon sữa bò. Em thấy bạn uống cái cà phê Trung Nguyên mà em bỏ sữa bò vô, em bị giống như bị say luôn. Em thấy này uống vô rồi. Cái kia em chỉ hớp một chút xíu thôi mà em cảm thấy người nó khó chịu. Mẹ ơi, nó say là do cái cà phê. Nào có gì thơ á, chị Thơ đem đi làm mình uống ké thử. Uống ké, tại vì đâu có nhiều đâu uống được. Có chút sao 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 à? Chưa sao 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 sao. Còn cái sữa này thì mình bỏ vô là nó lỏng bớt rồi. Sữa mình uống quán cà phê nó mua mấy cái đó không? Chị uống được nó tanh. Tại vì á khi mà chị pha một ly cà phê chị uống nè. Hết vô trong mà mình hửi chứ. Cái tanh nó uống được rồi đâu một ly. Này uống được nè. Này được. Để chụp cái loại này chứ. Xong rồi bắt đầu bỏ bọn nhà hai hộp đâu uống đâu bọn kia bữa hổm còn miếng kia ông Tâm không có. Má là nếu mà má uống sữa bò má đau bụng má uống cái sữa này được rồi. Má uống cái gì cái hình như là
Cái gì trong lâu? Mà anh Dũng anh uống sữa bò ông bị, mà anh uống cái sữa này uống cà phê pha ông bị. Vì Thái à? Ừ, mỗi ngày tao pha cho ông uống không đâu bị đâu. Tại vì má như cái này pha ăn sữa này là pha cho cái màu nó đẹp. Má nó ăn không được có bữa uống. Không ngay tại vì đâu có sữa kia đâu nên chị mua sữa này uống mà. Mà tại vì lâu lâu chị mới đi chợ này chị mua lần như 3-4 bình uống. Tại không lẽ mua bình uống về bữa hết đi mua là đi chợ chứ đâu phải đi hoài giống người xưa đâu, muốn ghé vô chợ. Tao mua lần 5 bình, hiểu không? Tôi mua bữa hổm mà là tính mua 5 bình mà trong cái tủ phải còn 4 bình lấy nó ra mới bị la trời. Tôi nói mày nghĩ sao bây giờ đi chợ đâu giống người xưa thì mới đi, cứ mày phóng đi chợ mày đi. Bây giờ mỗi lần đi phải không? Em phải trang bị là do phải mua sữa vậy đó. Cà phê sữa đá đó. Yeah. Mà giờ đỡ nghe đi chợ nhiều khi mình đâu cần trang điểm mẹ đâu bịt mặt mẹ. Má đeo kính đây nữa. Video về ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn cả nhà video sau nha. Bye bye. Bye.